Bá Tiến xin được kính chào quý vị và các bạn. Năm hết Tết đến rồi thì Tiến cũng xin được chúc các bạn nhiều sức khỏe và chuẩn bị đón một cái Tết an lành nha. Trong Tết này thì Tiến vẫn sẽ tiếp tục phục vụ mọi người những câu chuyện kinh dị ngắn. Và trong video ngày hôm nay thì sẽ là phần tiếp của bộ truyện An Nam Huyền Sử, tác giả Nam Kinh. Tóm tắt phần trước, giáo sư Bảo Sơn và Hắc Công là một người môi giới đồ cổ ở trong Sài Gòn đã đi ra vùng núi phía Bắc để gặp một tên chuyên buôn bán đồ cổ là Đinh Tam. Ở đây thì giáo sư Bảo Sơn đã phát hiện ra được một chiếc ấn, và chiếc ấn này thì có liên quan tới một kho báu có tên là Bạch Tuyết. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tình tiết tiếp nha. Gia tộc họ Đinh cùng với cả một nhóm người Tống bên phương Bắc qua nước Việt với danh nghĩa buôn tơ lụa, mua bán sản vật, nhưng mà thực chất làm ăn phi pháp, cướp bóc, vơ vét tài sản khắp nơi, đem về một hang động bí mật trên vùng núi Bạch Tuyết mà cất giấu. Chuyện bí mật về kho báu này chẳng may bị tiết lộ ra bên ngoài, các bọn mộ tạc cũng kéo nhau đi tìm. Nhiều vị đại gia có máu mặt trong giới săn cổ vật khắp nơi bỏ tiền bạc lẫn tâm huyết đến nơi này tìm kho báu, mà mãi chẳng thấy kết quả. Tiền bạc dần đội nón ra đi, có khi người ta phải bỏ xác nằm lại nơi đấy. Chính vì thế mà kho báu của vùng núi Bạch Tuyết này mãi mãi chỉ là một truyền thuyết của người xưa. Nay gã nghe giáo sư Bảo Sơn lại nói về một bí mật Bạch Tuyết gì đấy, trong lòng không khỏi hoang mang suy nghĩ về kho báu bí mật ngàn năm. Chẳng nhẽ gia tộc ta bao đời hiển danh, lên voi xuống chó, lúc giàu như hổ, lúc nghèo như chó, đến đời Đinh Tam ta thì mọi chuyện sẽ khác sao? Giờ cơ hội thuận lợi như thế này, biết đâu có một mà không có hai, chính bản thân sẽ có cơ hội tìm ra được kho báu, phục hồi lại thanh danh của gia tộc Đinh Công. Gặp được người giỏi như Bảo Sơn này thì nhất định sẽ giữ lại bằng mọi giá. Nên gã vỗ vai Bảo Sơn mà ân cần. Quả thật, gặp người như ông đây, thật sự may mắn cho thằng em này, đúng là không thầy đố mày làm nên. Nếu không ngại, cứ ở lại phủ của ta đi, để thằng em chăm sóc chu đáo. Cần gì cứ nói, bên ngoài thì có đàn em canh gác nghiêm ngặt rồi, xung quanh đây hơn 1000 thước, đều là người nhà tôi cả. Ông anh và người đẹp Hắc Công đây, không cần phải lo gặp nguy hiểm đâu, cứ ăn no ngủ say là được. Khẩu Phật tâm xả, giáo sư Bảo Sơn đã quá quen với cái chiêu trò của bọn này rồi. Được việc thì chuyện gì cũng được, không được việc có khi cơm còn chẳng có mà ăn. Nay thấy gã nói vậy, dù không biết nhìn mặt thì cũng nhìn được lòng gã. Ý gã ngầm nói, hãy cẩn thận, đừng có giở trò gì với gã, khi trong tay có nhiều đàn em xung quanh, nếu mà có ý đồ e rằng chết ở nơi rừng sâu nước độc này đấy, thì bên ngoài kia cũng chẳng có ai biết mà truy cứu đâu. Nhưng mà giáo sư Bảo Sơn không sợ điều đấy, chỉ là vì nặng lòng với những cổ vật xưa, thật tâm muốn đi đến cùng sự việc, nên mới giúp hắn tìm ra sự thật của chiếc ấn truyện đồng đen kỳ lạ này. Trong bữa tiệc thiết đãi, hai người Bảo Sơn và Hắc Công cùng với cả vài người thân trong gia đình, tuy không phải cao lương mỹ vị gì, mà chỉ bằng những món ngon vật lạ có sẵn tại nơi xứ Mường này. Cá suối, rau rừng, thịt chua, rượu men lá làm say lòng người phương xa. Sau khi đã ngà say rồi, gã Đinh Tam giơ hai chiếc bình lên, hình dáng thì như trái bầu cổ, nhỏ, thân tròn. Hai cái đều màu trắng, giống như nhau, đưa cho Bảo Sơn nói. Mấy ông bạn tôi đây nghe qua, biết giáo sư đây có nhãn lực xem đồ cổ, nên có ý muốn nhờ ông anh xem hộ hai chiếc bình này. Theo ông anh thì chiếc nào là men gốm thuộc thời Lý, cái nào là của bọn Trung của? Cho mấy thằng em ngu dốt này biết trình độ của ông anh đây đang học hỏi thêm điều nào. Giáo sư Bảo Sơn thì nhủ thầm, thật tình biết mà còn hỏi, chẳng phải lại muốn thử mình nữa hay sao? Hey, được rồi, hôm nay ông đây sẽ cho chú mày thấy mở rộng tầm mắt. Quay sang rót rượu vào chiếc chén men lam, uống một hơi cạn, rồi khà ra một tiếng sảng khoái. Tay cầm hai chiếc bình gốm trắng giơ lên nói. rượu ngon, không hổ danh là rượu men lá trứ danh của xứ Mường, được ủ bằng công thức bí truyền từ lá và vỏ cây gỗ mun lên men. Còn đây là hai bầu rượu cổ, một là gốm sứ từ thời nhà Lý, một là gốm Bạch Định. Tay phải của tôi đây là loại gốm trắng thời Lý, đó là loại men dày, màu trắng trong như nước gạo nếp vậy, có vết dạn thời gian dưới men. Xương gốm trắng dày, hoa văn chủ yếu là hoa dây, các loại cánh sen đắp nổi ở vai. Tay trái tôi thì là cái thuộc thế kỷ thứ 15 đến 18, là gốm sứ Bạch Định Trung Quốc, được làm từ thời Đức Hóa. Loại sứ này có màu men trắng, xương mỏng, chứa nhiều cao lanh. Hầu hết loại sứ này không có hoa văn gì cả, nhưng mà đôi khi tiêu bản lại có hoa văn chìm dưới men, với các họa tiết hoa dây đơn giản. Tôi nói vậy có đúng không Đinh gia? Gã Đinh Tam thì đứng lên vỗ tay bồm bốp nói: Anh Bảo Sơn đừng có trách, lại hiểu lầm thằng em. Tại thằng em này muốn biết để hiểu ra vấn đề, thu mua đồ cổ thì không nghe theo lời kẻ bán. Theo kinh nghiệm, dùng một phần nhãn lực để xem hàng, phán đoán mà mua thôi. Nhưng mà kiến thức thì nhất định phải hỏi qua những người chuyên gia như anh đây rồi. Thật là nghe qua lời của ông anh đây mà như kiểu mở rộng tầm mắt được bao nhiêu ra vậy. Xong tiệc thì đã quá nửa đêm, mọi người ai về phòng đấy cả rồi. Phòng của Bảo Sơn nằm kề cạnh phòng của Hắc Công. Giờ nằm trên giường, mắt chăm chú xem qua chiếc ấn triện, rồi suy nghĩ nhiều chuyện về những truyền thuyết khi xưa. Chiếc ấn này trên đó có chỉ dẫn đến nơi bí mật chứa kho báu Bạch Tuyết. Chính xác, đó là một chiếc chìa khóa mở ra một cơ quan, hay là một cánh cửa bí mật nào đó dẫn vào mộ đạo. Những lời truyền tụng không phải là không có một phần sự thật, cơ hồ cũng biết qua lời kể của dân xung quanh đây rồi. Từ nghìn năm nay, nhất là người Trung Quốc, có rất nhiều của cải châu báu vàng bạc, nên họ thường xây những mật thất bên trong những ngôi mộ. Sau khi nhắm mắt, lìa xa trần thế, để cất giấu gia sản, để giữ bí mật không cho kẻ cắp dòm ngó đến gia tài. Khi nhập thổ vi quan, ngoài bố trí cơ quan cảm bẫy từ trong ra ngoài, vẫn chưa yên tâm, họ còn thêm thuật tà khí ma quái, nên chuyện nuôi cương thi giữ kho báu cũng đã từng xảy ra rồi. Xuyên suốt trong lịch sử của Trung Quốc, khi xây địa mộ, họ thường dùng những ám hiệu, ký tự mà chỉ có những người trong gia tộc biết đến, người ngoài rất khó lòng có thể nghĩ ra để tìm đường vào mộ thất. Muốn biết được nơi nào có hầm mộ chứa kho báu, ngoài có địa đồ chỉ dẫn, phải thêm kiến thức phong thủy uyên thâm mới hy vọng tìm ra minh điện. Ở Mường Đống có truyền thuyết trong dân gian nói về kho báu của Bạch Tuyết dòng họ Đinh. Nghe nói lúc sinh thời, Đinh Công Kỷ kết hợp với cả một nhóm người pháp sư phong thủy Trung Quốc thành lập một nhóm hắc tặc, chuyên cướp lấy vàng bạc khắp nơi, sau đó đem về cất giấu tại một hang núi bí mật trong dãy núi trùng điệp Bạch Tuyết. Thật ra núi này trước đây mang tên là Cổ Vân, sau này được gọi là Bạch Tuyết là vì gắn liền với một tích rùng rợn tại nơi này. Chuyện là vào thời gian đấy, bọn pháp sư Trung Quốc sau những lần cướp bóc, ngoài đồ quý giá vàng bạc, còn bắt thêm những bé gái 12, 14 tuổi, bị bọn chúng bắt về làm nô lệ. Bọn pháp sư người phương Bắc này có lối hưởng thụ hết sức tà ác và bệnh hoạn. Để thỏa mãn nhu cầu tinh thần biến thái của bản thân, chúng nghĩ ra rất nhiều phương thức hưởng lạc sa đọa, dâm dục vô độ. Trong đó thì có một cách thức gọi là trinh hủ đầm. Vậy thế nào là trinh hủ đầm? Nghe tên là đoán ra nghĩa rồi. Tức là dùng một bé gái làm thành cái ống nhổ đầm, bắt nô lệ về, chọn lấy một đứa bé, cả ngày thì bắt đi hầu bên cạnh. Mỗi khi thấy chủ nhân chuẩn bị ho khạc, đứa bé phải lập tức hé mở cái miệng của nó ra, đón lấy bãi đờm mà chủ nhân nhổ ra, rồi bấm bụng mà nhốt vào. Thế gọi là trinh hủ đờm. Sau đó thì bọn chúng cho ăn ngon mặc đẹp, như một con búp bê vậy, tắm trong nước hoa. Trước ngày hành lễ gọi là trinh nữ giữ cửa, được cho ăn thật no, Trong thức ăn thì có trộn sẵn thuốc mê rồi. Bé gái trinh nữ bị giết chết trong giấc ngủ say, bị khoét một lỗ từ sau lưng, ngay tại cột sống, đổ thủy ngân vào, sau đó còn bị cắt lấy mất chiếc hàm bên dưới khuôn mặt, đem phơi khô, nghiền ra, trộn với cả kim sa, thành bột, rắc ngay cửa vào mộ đạo. Không biết vô tình hay hữu ý, cửa mộ đạo nhìn như chiếc đầu lâu không có hàm bên dưới vậy, là dấu hiệu dễ nhận biết của những nơi có thực hiện nghi thức này. Những oán hồn trinh nữ bị mất chiếc hàm bên dưới, sau khi bị chết đi, linh hồn thì không thể đầu thai, vì bị mất đi một phần trên gương mặt, không thể siêu thoát, nên lưu lại trong nhân gian, trông giữ mộ thất muôn đời. Cái tên Bạch Tuyết là gọi trại đi từ chữ trong trắng, dành cho những bé gái chết đi khi còn trinh trắng là như vậy. Cứ nằm suy nghĩ vô vơ, cùng với cả hơi men, giáo sư Bảo Sơn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giữa đêm, bỗng thấy từng cơn gió lạnh thổi vào cửa phòng, làm cho những tấm màn tre rung lên bần bật. Từng cơn lạnh giá nghe đến rít bên tai. Bảo Sơn nghe tiếng ai đó cười nho nhỏ ngay bên dưới chân mình. Theo phản xạ, chợt ngồi bật dậy. Qua ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng bàng bạc của khung cửa sổ, thấy có một dáng người cao lớn quỳ gối, quay mặt vào tường. Bảo Sơn cảm thấy da đầu tê dại, da gà nổi lên từng đợt. Lòng chợt nghĩ, hay là hồn ma họ Đinh trong chiếc ấn triện đồng kia đã xuất hiện rồi. Nhưng mà trên đời này làm gì có ma. Đối với cả người thuộc típ người chủ nghĩa duy vật đặt lên hàng đầu, Bảo Sơn chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ cả. Lẽ nào hôm nay lại phải phá giải định kiến trong mấy chục năm qua sao? Trong ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng, Bảo Sơn thấy dáng người rất quen thuộc. Hai tay đang ôm vật gì đó vậy. Đưa tay dụi mắt, nhìn lại thì đúng là có một người ngồi đấy. Bảo Sơn đưa tay, bật công tắc bên đầu giường ngủ. Giờ thì mới biết chính xác đó là Đinh Tam. Tay của hắn đang cầm chiếc ấn đồng đen. Hắn làm gì ở đây vậy? Hay là sợ mất chiếc ấn quý nên vào lấy lại? Bảo Sơn ngồi dậy nói, anh Tam, sao giờ khuya rồi còn vào đây? Không đợi được đến sáng sao? Có gì tôi còn ngủ thêm một chút nữa, rồi sáng mai chúng ta nói chuyện được không? Không nghe thấy tiếng đáp lại, hắn vẫn quỳ trên nền nhà bất động. Bảo Sơn bước lại gần, vươn tay lay bờ vai của Đinh Tam. Một luồng hơi lạnh giá làm cho Bảo Sơn giật mình lùi lại mấy bước. Thân thể của Đinh Tam ngã ra phía sau. Trước mặt của Bảo Sơn chính là Đinh Tam, nhưng mà hắn đã như một pho tượng rồi. Người cứng như đá vậy, đôi mắt trắng dã, miệng cười quái dị, nơi khóe miệng chảy ra hai dòng máu đen tanh hôi tẩm lượm. Tay thì vẫn còn nắm giữ chiếc ấn triện đồng đen. Tại sao Đinh Tam lại chết? Bảo Sơn phải làm sao bây giờ, khi bên ngoài có rất nhiều bảo vệ của họ Đinh? Chiếc triện cổ quái kia là gì? Kho báu Bạch Tuyết có thật hay không? Giáo sư Bảo Sơn giờ bắt đầu đầu váng mắt hoa trước sự việc kinh hãi xảy ra trước mắt mình. Gã Đinh Tam vô duyên vô cớ bỗng dưng nằm chết trong phòng của mình. Đầu của gã thì cắm xuống nền nhà, co rút, cứng đờ như một bức tượng theo tư thế quỷ vậy. Hơi nghiêng người về phía trước, tay thì vẫn còn nắm lấy chiếc ấn triện đồng đen mà ôm vào trong lòng, ánh mắt trợn ngược không còn chút sinh khí nào. Bảo Sơn thấy thất kinh hồn vía, chạy sang phòng của Hắc Công mà nói sự việc kinh hoàng này. Tiếng gõ cửa phòng dồn dập. Hắc Công trong bộ đồ ngủ màu hồng phấn, còn mắt nhắm mắt mở, bước ra mở cửa. Bảo Sơn thì nhanh chóng lách người vào bên trong phòng, đóng cửa lại thật nhanh. Gương mặt xanh như tàu lá chuối vậy, hai tay thì run lẩy bẩy. Thấy vậy, Hắc Công mới trợn tròn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh Sơn, sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt, sao lại chạy sang đây? Tay chân run như là chó nhà gặp tang vậy. Anh bị trúng gió hả? Hay là anh gặp chuyện gì? Đừng nói với tôi là anh gặp ma nhá. Bảo Sơn vội nói nhỏ, Đinh Tam chết rồi. Hắc Công lấy tay che miệng cười. Anh nằm mơ, gặp ác mộng sao? Cách đây hơn 2 tiếng trước, hắn còn ngồi ăn uống với cả chúng ta cơ mà. Sao lại chết được chứ? Anh đừng thấy em yếu bóng vía mà hù dọa em đấy nha. Anh không hù dọa em đâu. Sự thật là vậy. Giờ sắp của Đinh Tam còn ở trong phòng của anh kia kìa. Em không tin, qua mà xem. Dù nửa tin nửa ngờ, nhưng mà thấy Bảo Sơn ánh mắt hoảng sợ, không phải là chuyện đùa, nên cũng khoác vội chiếc áo manh bên ngoài. Hai người lò dò quay trở lại phòng của Bảo Sơn. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hắc Công ánh mắt thất kinh, định hét toáng lên. Tức thì Bảo Sơn lấy tay vội bịt miệng lại, kéo vào trong phòng, đưa đầu ra nhìn xung quanh bên ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nói nhỏ. Em định hét toáng lên để cho bọn đàn em của Đinh Tam lên giết chúng ta hay sao hả? Em nghĩ mà xem, anh em mình là khách, giờ tự dưng thấy xác gã trong phòng của anh, tình ngay mà lý gian. Ai tin anh em mình bây giờ? Ở nơi hoang vu thế này, bọn chúng biết ông chủ của mình đã chết rồi, lại còn không rõ nguyên nhân, thì khó lòng mà bỏ qua chuyện này đấy. Hắc Công nói, nhưng sự thật là anh thấy hắn chết trước khi anh phát hiện ra, đâu phải là anh đâu. Bảo Sơn đáp, anh thấy sao thì kể em vậy. Anh và em lên đây, ngoài đám đàn em bảo vệ của ông chủ mình ra, còn có vây cánh con buôn cổ vật đứng ở phía sau nữa, lại còn dòng họ gã ở xung quanh đây. Nếu sự việc hắn chết bên phòng của gã thì cũng chẳng có gì để nói. Đằng này lại tự dưng chui vào trong phòng của anh mà ngã lăn ra chết. Em nghĩ xem, chuyện này anh tránh sao đây? Hắc Công vội quay lưng đi, tránh nhìn ánh mắt và cái xác ghê tởm kia, nói run run. Vậy giờ tính sao anh? Chứ em giờ là hoảng lắm rồi. Đầu óc không thể nào nghĩ được cách gì để hay hơn đâu. Chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng rồi. Chúng ta chỉ còn cách đợi đến sáng mai thôi, rồi nhân lúc bọn chúng sơ hở mà rời đi. Bảo Sơn cười gượng nói, em tính hay nhở? Nếu mà đến sáng bọn chúng phát hiện ra sự việc này, liệu mình còn cơ hội hay không đây? Chi bằng ngay bây giờ mình trốn đi. Em đã lên đây nhiều lần rồi, chắc cũng biết đường ra lối vào, nên chúng ta tìm cách trốn đi thôi. Hắc Công giờ nghe gợi ý từ Bảo Sơn, cũng bình tĩnh lại suy nghĩ vài giây rồi nói, em nhớ rồi, phía sau cánh cửa phòng của Đinh Tam có một cánh cửa bí mật, hắn cố ý xây dựng để phòng thân khi có sự cố. Trong lúc nhậu say, có một lần hắn dẫn em vào trong tham quan. Cánh cửa này dẫn đến phía sau núi, chỉ có hắn và vài người thân cận mới biết được thôi. Nghe đến đây thì Bảo Sơn bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, vậy thì còn chờ gì nữa? Em về phòng, tranh thủ thu xếp ít đồ đi. Anh cũng vậy, sau đó mình sẽ trốn đi trước khi trời sáng. Nhưng mà ánh mắt của Hắc Công lại nhìn về chỗ thi thể của Đinh Tam, sững sờ, tự lấy hai tay bịt miệng mình lại cho không phát ra tiếng kêu hoảng hốt. Trong lúc hai người bàn nhau tìm cách trốn khỏi đây, thì cái xác của gã đã không cánh mà bay rồi. Chỉ còn lại trên nền nhà là một đống máu đen tanh hôi và chiếc ấn triện đồng đen nằm lăn lóc. Cả hai không tin vào đôi mắt của mình nữa. Nếu như hoa mắt nhìn lầm thì chỉ một người, khi này là cả hai người đều nhìn thấy cái xác của Đinh Tam sờ sờ trước mặt, giờ thoát cái đã biến mất không vết tích rồi. Chuyện này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của cả hai. Giáo sư Bảo Sơn giáo giác nhìn xung quanh. Căn phòng ngoài một cái cửa sổ và một lối đi ra mà hai người đang đứng chắn đây rồi. Vậy cái xác kia nếu có sống lại thì chỉ còn một đường là leo qua khung cửa sổ duy nhất trong phòng thôi. Bảo Sơn bước lại gần bên khung cửa sổ thì thấy bên dưới cửa sổ là một vực sâu hun hút. Lẽ nào cái xác đã nhảy qua cái cửa sổ mà rơi xuống bên dưới? Chỉ có một lý giải duy nhất trong lúc này, là hai người họ đã gặp ma rồi. Thôi thì nếu còn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một phút giây nào nữa, càng thêm lo lắng. Không chết vì bị phát hiện, cũng chết vì hoảng sợ. Thấy cái ấn triện đồng đen còn rơi trên mặt đất, Bảo Sơn nhanh tay nhặt lại cái ấn đồng, bỏ vào cái ba lô cùng với cả Hắc Công quay về phòng mình, thu dọn hành lý quan trọng. Cả hai người thu xếp trốn đi ngay trong đêm. Cánh cửa bằng gỗ muôn đỏ Trong phòng của Đinh Tam được ngụy trang bằng một cái kệ chứa những chiếc bình gốm cổ. Đưa cánh tay xoay chiếc bình gốm, cánh cửa bí mật mở ra nhẹ nhàng. Cả hai người qua lối nhỏ sau cánh cửa trong phòng Đinh Tam mà trốn đi. Phía sau là một khoảng tối mênh mông, ánh trăng sáng bằng bạc làm cảnh vật xung quanh thêm ảm đạm. Hai người chỉ biết cắm đầu mà đi dưới tiếng gió rít ngang đầu, mang theo sương lạnh rơi trên vai. Chỉ biết vừa đi vừa chạy. Hai bước làm ba, nhanh chóng ra khỏi khu biệt phủ. Lối tắt bí mật dài hun hút này giống như là một khe núi nhỏ vậy. Hai bên vách đá cao hơn 20 thước. Rêu xanh cỏ dại mọc tùm, không thấy lối đi. Nhờ có ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay của hai người, pha loáng thoáng xuống mặt đất mới thấy được một chút. Âm thanh lạ của một cái bóng trắng phía trước. Ánh trăng xuyên cao, soi không đủ sáng. Chỉ thấy một hình ảnh mờ nhạt đang bước liêu xiêu phía trước, lắc lư qua lại. Bảo Sơn soi ánh đèn pin trong tay đến phía ấy. Hai người Bảo Sơn và Hắc Công như uống phải một nguồn khí lạnh vậy. Thất kinh hồn vía, da tóc dựng ngược, tay chân nổi da gà khắp nơi. Đích thực, đó là hình dáng quen thuộc của Đinh Tam đang đứng trước mặt. Gã chợt quay đầu lại phía sau nhìn hai người. Khoảng cách không xa nên thấy rất rõ gương mặt của gã, trắng bệch, miệng cười nham nhở, máu đen tuôn ra, thoáng một cái đã biến mất trong màn đêm đen kịt. Hai người nắm tay nhau cùng trấn tĩnh, cố gắng đi hơn khoảng nửa giờ ra khỏi hẻm núi bí mật. Xuất hiện trước mặt hai người là những cột đá cao sừng sững, nhìn sơ qua có hơn chục cái, cao thấp nhấp nhô tạo thành một vòng tròn. Phía chính giữa là một ngôi mộ được đào tung lên, dấu tích còn sót lại của một ngôi mộ cổ đá xanh. Chiếc quan tài bằng gỗ bị lôi ra ngoài đập phá, mảnh vỡ văng khắp nơi, chứng tỏ nơi này đã bị bọn đạo mộ ra tay trước đó không lâu. Giáo sư Bảo Sơn mệt mỏi vì đi một quãng đường xa, chống hai cánh tay xuống gối, ngước mặt lên thở gấp. Soi ánh đèn pin lên một trụ đá có khắc những dòng chữ cổ và nói với cả Hắc Công: Thì ra đây là lối ra bí mật của gã Đinh Tam. Gã làm như vậy cốt ý là cho gần nơi mộ đá này để thuận tiện cho việc đào bới lấy đồ tùy táng. Những dòng chữ cổ khắc sâu trên cột đá này là: Quốc oai đô đốc chi mộ. Đây chính là ngôi mộ của vị quan lang Đinh Công Kỷ. Nhìn xem bọn chúng đã làm gì này. Thật là một lũ trộm cắp ngu dốt. Đào bới phá phách, cổ vật sanh sứ quý giá trăm năm bị đập bể, không còn ra hình thù gì nữa rồi. Hắc Công thì không quan tâm đến những gì Bảo Sơn nói, mà tự dừng bước thụt lùi lại ra sau, đến bên cạnh Bảo Sơn, lấy cánh tay lay lay vai, nói giọng run run: Anh Sơn, anh nhìn xem kìa, có phải là người không? Hay là hồn ma? Anh có thấy nó ngồi đó không? Đó, cái bóng trắng kia kìa. Bảo Sơn nhìn theo ánh đèn pin của Hắc Công, thấy quả thật có một cái bóng trắng ngồi thu lu, gục đầu dưới một tảng đá. Tảng đá bên trên thì vô tình nhô ra, hình thành một cái mái che. Mặc một bộ đồ trắng toát, kiểu giống như từ thời xa xưa vậy, rách nát, mái tóc dài che hết cả khuôn mặt, không biết là oán hồn hay là con người nữa. Bảo Sơn thầm nghĩ, hay đây chính là truyền thuyết về những hồn ma phiêu diêu không siêu thoát tại nơi này, đang canh giữ mộ phần cho chủ nhân. Lý trí của sự duy vật trỗi dậy, Bảo Sơn thì vẫn không bao giờ tin trên đời này có ma. Mà nếu là âm hồn dữ của huyệt mộ, vậy tại sao không hại chết bọn đạo mộ đi, đập phá mộ phần trước đây, lại để cho bọn chúng hoành hành? Dù là gì đi chăng nữa thì cũng đến xem sao. Lấy một cục đá nhỏ, Hắc Công ném về phía cái bóng trắng kia, xem động tĩnh thế nào. Chỉ thấy vẫn bất động. Hai người dò dẫm bước lại gần, thì thấy đó là một người tóc dài quá lưng, nhưng mà rõ ràng là một nam giới. Vẫn còn hơi thở, làn da trắng bệch, lưng thắt lụa đỏ, trên người thì đeo trang sức vàng bạc trông khá là bắt mắt. Giáo sư Bảo Sơn lay nhẹ đôi vai người kia, chỉ thấy hắn ta mấp máy đôi môi khô nứt nẻ. Biết là người này bị mất nước rồi, Bảo Sơn lấy trong túi ra một ít nước, mang theo rót vào miệng người kia. Sau khi uống được ít nước, vài phút sau thì hắn đã dần mở mắt ra nhìn xung quanh. Nhận thấy có người lạ, ánh mắt thất thần đứng dậy, lảo đảo bước ra nhìn xung quanh, lẩm bẩm một mình. Đây là đâu? Cả ngày hôm nay sao ta không tìm thấy lối ra? Đây là vùng đất nào của An Nam vậy? Hai người là ai? Y phục tựa như người cõi âm vậy. Hắc Công lúc này mới biết rằng thứ trước mặt là một con người bằng xương bằng thịt, chứ nào phải hồn ma bóng quế. Lại nghe hắn nói mình là cõi âm, liền bĩu môi. Trời ơi, tưởng là hồn ma, làm hai người bọn ta sợ hết cả hồn rồi. Thì ra là một thằng điên khùng khùng mất lý trí. Bản thân mình mặc đồ chả giống ai, vậy mà nói người ta là cõi âm. Xem lại mình đi, người không ra người, ma không ra ma, ăn mặc như đoàn cải lương tuồng cổ vậy. Người kia thì nhìn điệu cười của Hắc Công, quay sang nói: Các hạ này nam không ra nam, nữ không ra nữ, đúng là ái nam ái nữ. Công công ngài biết gì về ta mà phán là khùng điên? Giáo sư Bảo Sơn nghe người kia nói kỳ lạ đến cái tên công công, suýt cười thành tiếng. Ai ngờ người này câu đầu tiên đã nói ra cái tên tí nữa trúng tên thật của Hắc Công rồi, lại còn khẩu ngữ như người đến từ thời xưa vậy, nên cũng thấy kỳ lạ. Giáo sư Bảo Sơn ngay từ đầu đã quan sát người kỳ lạ này. Không giống như những người hiện tại, điệu bộ rất tao nhã, cử chỉ từ tốn như người rất có ăn học vậy, nên nói nhỏ với cả Hắc Công: Thôi em à, hãy xem hắn nói gì thêm không. Theo anh nghĩ người này tuy y phục và ngôn từ có phần khác người, nhưng mà như anh thấy chất liệu vải tơ dệt tinh xảo như vậy, rất giống vải lính. Theo như anh biết, kỹ thuật này chỉ có từ thời Lê Sơ thôi. Kỹ thuật dệt này đã thất truyền nên không thể có đâu. Nếu là trang phục tuồng cổ hoặc là phục trang đoàn phim thì cũng chẳng thể nào mà làm được như vậy. Nói đoạn quay sang người kia hỏi: Vậy tôi hỏi cậu, cậu là ai, tên gì và từ đâu đến? Còn đây là vùng Tây Bắc nước Việt Nam thế kỷ thứ 20. Người kia thì đưa lên trán vỗ vỗ vài cái tỏ vẻ khó hiểu rồi nói: Đây đã là niên đại nhị thập rồi sao? Ta là ai? An Nam là vùng đất ở đâu vậy? Cả ngày hôm nay ta đi quanh những tảng đá này không sao tìm thấy lối ra cả. Hai người hãy cho ta biết đây là đâu đi. Giáo sư Bảo Sơn chỉ nghĩ rằng người này rất đói thôi, gương mặt tái xanh, chưa chắc đã lâu không được ăn gì rồi, tay thì cứ ôm bụng, nên lấy từ trong túi ra một miếng lương khô đưa cho hắn và nói: Tôi biết cậu đang đói. Đây là thức ăn ta luôn mang theo trong những lúc đi đường xa, phòng khi đói. Cậu hãy ăn đi, lấy lại sức. Người kia thì nhìn thấy miếng lương khô Bảo Sơn đưa cho thì chỉ căng mắt ra nhìn, song không nhận lấy. Biết rằng hắn ta e sợ nên Hắc Công thấy vậy lấy ra một miếng nhỏ bỏ vào miệng mình, ăn trước mặt người kia. Ăn đi, không có chết đâu mà sợ. Đây là lương khô, một loại thức ăn cô đặc giá trị dinh dưỡng cao đấy, thay thế bữa ăn dinh dưỡng cho binh lính trong chiến đấu. Thấy vậy thì hắn ta miễn cưỡng bỏ từng miếng vào trong miệng mà ăn. Trong lúc hắn ăn, Bảo Sơn kéo tay Hắc Công ra phía sau nói nhỏ: Theo như anh thấy thì chuyện này không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Người này tuy ăn mặc khác thường, lời nói thì không giống với càng hiện đại, nhưng mà em có bao giờ nghe nói có người đi ngược thời gian trở lại quá khứ chưa? Hắc Công lắc đầu tỏ vẻ ái ngại. Tuy hắn lạ thường, nhưng mà em không tin vào những chuyện nhảm nhí như trong phim khoa học viễn tưởng của Mỹ Quốc đâu, hay là những bộ phim xuyên không gì gì đó của bọn tàu khựa. Anh Sơn, cho em nói thật nhé, từ khi bị cái xác chết của Đinh Tam ám ảnh anh chưa hoàn hồn sao hả? Bảo Sơn nói: Em không biết đó thôi, để anh nói cho em biết nha. Đã có những sự việc kỳ lạ xảy ra trên khắp thế giới với những người dịch chuyển không gian rồi bị vô tình bắt gặp trên những bức hình. Chính những nhà vật lý thiên tài như là Stephen Hawking và Einstein đã từng phát hiện ra hố đen của vũ trụ có thể giúp con người du hành vượt thời gian đấy. Những nghiên cứu đi xuyên không gian của quân đội Hoa Kỳ cũng đã từng xảy ra. Đó là vào năm 1943, một thí nghiệm mà vẫn đang còn nổi tiếng đến tận ngày nay. Thí nghiệm Philadelphia. Đó là một thí nghiệm là một tàu chiến có tên là USS Eldridge có thể dịch chuyển tức thời, tức là từ một khoảng không gian này sang một không gian khác ở xa đấy. Trong lần thí nghiệm thứ nhất, chiếc tàu đã có thể dịch chuyển tức thời, nhưng một số thành viên của đoàn thủy thủ đã bị bệnh lạ, huyết áp sụt giảm nghiêm trọng, chân tay thì mất đi trọng lực. Đến lần thí nghiệm thứ hai, thảm họa kinh hoàng đã xảy đến với rất nhiều thành viên trong đoàn thủy thủ. Do tác hại của việc dịch chuyển tức thời, rất nhiều người chết và mất tích, người còn sống thì không còn tỉnh táo như bình thường. Chi tiết về dự án này cho đến nay đã được Mỹ quốc xem là tối mật. Anh cũng không tin vào những lời kỳ lạ này đâu. Nhưng mà chuyện gì thì cũng có thể xảy ra. Rõ ràng hôm nay chúng ta đã chứng kiến cái xác của gã Đinh Tam biến mất trước mắt, giờ lại gặp người thanh niên lạ kỳ này. Muốn biết rõ ngọn ngành hay không thì phải đợi xem thôi. Nhìn lại đã thấy người thanh niên kia, sau khi ăn xong hết miếng lương khô, ngồi xuống phiến đá xếp bằng tọa thiền. Tay trái bên dưới, tay phải bên trên, xoay bàn tay tạo ra một ánh sáng xanh. Một luồng khí sáng như là ánh lân tinh trên tay vậy. Đứng lên, chắp tay, cúi đầu nhìn hai người rồi nói: "Các vị đây nói xong chưa? Ta đây cũng đa tạ hai chư vị đã ra tay tương trợ cho ta đây. Thật tình giờ đây cũng không biết vì sao lại lưu lạc đến nơi này. Bản thân không biết mình là ai. Giờ ta sẽ cố gắng thoát khỏi nơi này, tìm đường về Gia Môn. Nếu sau này gặp lại sẽ thành tâm báo đáp. Ơn này ta nhất quyết không quên đâu." Hắc Công và Bảo Sơn chứng kiến sự việc trước mắt không khỏi kinh ngạc, há hốc mồm nhìn động tác kỳ lạ của người kia. Nói xong, hắn đứng lên, quay bước đi. Bảo Sơn nói theo: "Cậu trai, hãy dừng bước đi. Hai người bọn tôi cũng đang tìm cách thoát khỏi nơi này đây. Nếu mà được thì hãy đi cùng chúng tôi đi." Người thanh niên quay đầu lại, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú vào chiếc túi trên vai của Bảo Sơn. Đưa tay phải lên, bấm huyền lực ngón tay. Chiếc ba lô trên vai của Bảo Sơn bỗng run lên bần bật. Một ánh sáng đỏ như lửa xuất hiện bên trong chiếc ba lô, làm cho Bảo Sơn giật nảy người, đánh rơi chiếc túi xuống đất. Người thanh niên kia bước lại lấy chiếc ấn triện đồng trên ba lô cầm trong tay rồi nói: "Tại sao các người lại có được vật này? Không muốn sống nữa hay sao hả? Muốn sống thì hãy nói cho tôi biết sự tình đi. Hy vọng tôi sẽ tìm được cách cứu các hạ đây." Tuy rằng không biết rõ con người này, nhưng mà có một điều gì đó đã thôi thúc giáo sư Bảo Sơn nói sự thật. Bảo Sơn và Hắc Công cùng nhau thuật rõ lại tất cả mọi sự việc cho người thanh niên kia. Từ lúc gặp Đinh Tam cho xem chiếc ấn đồng đen này, đến khi phát hiện ra cái xác chết kinh dị của Đinh Tam ra sao. Nghe xong, hắn ta đứng lên nhìn xung quanh những mộ đá, chắp tay ra sau lưng nói: "Thực ra thì cả ngày nay tôi cũng đã nhìn xung quanh đây, cơ hồ cũng thấy được bố cục phong thủy tại nơi này. Đây là bố cục Cự Môn Mộ Pháp, thế trận sắp xếp theo bát quái Cự Môn trận pháp. Bên ngoài thì có 16 cây trụ đá nhỏ tượng trưng cho thập lục tinh đồ. Phía trên trong đó có 8 trụ đá âm dương, trụ trung 8 quẻ bát quái âm dương, tức là mộ nằm trong mộ." Nghe vậy Bảo Sơn thắc mắc lên hỏi: "Là mộ trong mộ sao? Mộ này theo tôi thấy thì đã bị bọn trộm mộ đào bới, chỉ còn lại một nền đá tan hoang đổ nát. Lấy đâu ra mộ trong mộ? Hay là bên dưới có một ngôi mộ khác?" Người thanh niên kia nói: "Đúng vậy, phía dưới còn có một ngôi mộ, phần trên này chỉ là giả thôi. Người xưa thường dùng cách này để che mắt những kẻ trộm mộ. Phần bên dưới mới là phần chính. Nhưng muốn xuống phần mộ chính phải có chìa khóa âm dương, tức là chiếc ấn đồng đen này. Đa số những ấn này đã bị yểm bùa, ấn tỏa thi hóa. Ấn này bị yểm bởi các pháp sư phương Bắc. Nếu mà ai đó vô tình chạm phải, tức thì lời nguyền sẽ theo đến cùng. Đợi đúng ngày trăng cao, Lúc đó âm khí sinh tụ sẽ phát tán ra, giết chết người đó từ lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể. Khi bị dính phù yểm thì trên lòng bàn tay có một vết đen xuất hiện giống như là chữ hóa. Sau đó phần huyết dịch trong thân thể sẽ từ đỏ chuyển dần sang đen, sau đó biến thành một hành thi phục dịch như một nô lệ, làm theo ý đồ của người tạo ra bùa chú đó sai khiến. Hắc Công khi nghe đến ấn tỏa thi hóa, chợt đầu hiện lên một hình ảnh hãi hùng là cái xác của Đinh Tam. Chẳng lẽ nào hắn ta đã dính phải lời nguyền này mà hóa thành xác sống? Nếu vậy thì mình và Bảo Sơn đã từng cầm qua chiếc ấn triện đồng đen cổ quái này, xem ra cũng chẳng tránh khỏi được lời nguyền kinh hãi này rồi sao? Lật lòng bàn tay mình lên nhìn, ánh mắt thất kinh nhìn sang Bảo Sơn nói: là ấn tỏa thi hóa. Chẳng lẽ anh và em đã cầm chiếc ấn này bị nó quỷ ám rồi sao? Rồi chúng ta sẽ giống như Đinh Tam kia sao? Chết rồi anh ơi, em không muốn chết đâu. Giáo sư Bảo Sơn cũng lật lòng bàn tay của mình lên nhìn. Hai dấu hiệu trong lòng bàn tay của hai người rõ ràng rất giống nhau. Xem ra lời nói của người thanh niên kia không sai. Nhưng mà sao hắn cũng cầm trên tay mà không sợ dính phải lời nguyền trên chiếc ấn triện kia? Nên nói: nếu mà nói vậy sao cậu lại không sợ lời nguyền đấy mà dám cầm lấy chiếc ấn kia? Hay cậu có cách gì khác? Mà cậu là ai mà lại am hiểu đến thuật phong thủy và các loại cấm thuật như vậy? Người thanh niên kia nói: tôi đã nói với ông rồi sao? Tất cả ký ức của tôi nhất thời không thể nhớ ra tôi là ai đâu. Không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Chỉ biết rằng tôi đã từng biết qua các thuật xem phong thủy và huyền thuật. Cánh tay tôi có tha lực, nên những thứ bùa yểm sơ đẳng này không thể tác hại đến tôi được. Hắc Công vội nói: nói vậy ắt cậu đã hiểu rõ về loại bùa yểm này rồi. Nếu mà cậu có cách cứu được hai anh em bọn tôi, sau khi sự việc này xong thì muốn bao nhiêu tiền cũng được. Tiền? Tiền là gì? Người thanh niên kia thắc mắc. Bảo Sơn thấy vậy nên nói với cả Hắc Công: em cứ đúng là bệnh nghề nghiệp thôi, cứ chuyện gì cũng đem tiền bạc ra được. Giờ không cứu được tính mạng của bản thân thì dù tài lực đến mấy thì cũng đổ sông đổ biển thôi. Cậu trai này không hiểu những gì em nói đâu. Rồi quay sang người kia nói: tạm thời bọn tôi cũng không biết cậu tên gì, thôi thì tạm gọi tên là An Nam cho dễ nói chuyện nha. Cậu đồng ý không? Xem ra cậu cũng ít nhiều hiểu biết về chiếc ấn này và loại bùa chú trên đấy. Vậy có cách nào hóa giải được không? Người thanh niên kia suy nghĩ một hồi rồi nói: An Nam, cái tên nơi tôi sinh sống, tôi cũng thích nó. Thật ra thì tôi cũng vừa biết qua vụ việc này, nên cũng mơ mơ hồ hồ à. Chỉ còn một cách là dùng ấn triện này mở ra huyệt mộ bên dưới. Nếu mà tìm được nơi xuất phát lời nguyền thì có thêm hy vọng. Bên dưới ngôi mộ này nói không chừng sẽ có cách hóa giải cho hai người. Cái khó bây giờ là tìm ra phương vị phong thủy nơi đặt chiếc ấm này vào, khai mở phong mộ. Giờ trong tay tôi thì không có chóc long định huyệt, e rằng rất khó. Bảo Sơn nhìn xung quanh nói: thay vì chờ đợi thì chúng ta cùng chia nhau ra tìm kiếm đi. Nơi đặt ấn triện này biết đâu sẽ tìm được. Nói xong thì chia ra đi tìm nơi có điểm bí mật đặt ấn triện vào. Cả ba người tìm khắp nơi, vội vã vạch từng bụi cây, ngọn cỏ xung quanh. Đồ tùy táng sành sứ, gỗ mục đổ nát khắp nơi, làm cho cuộc tìm kiếm như rơi vào bế tắc vậy. An Nam bước lại gần những trụ đá, đọc những chữ viết trên đấy. Lúc này mặt trời cũng đã dần lên cao, soi những tia sáng đầu tiên len lỏi xuống cánh đồng đá này. Chợt ánh mắt của An Nam sáng lên khi nhìn thấy một trụ đá có dòng chữ lạ, buột miệng thốt lên: thật là may, dễ vậy mà chúng ta cứ tìm kiếm đâu xa, tự làm khó mình à? Ngay chính giữa quan tài đá mà thôi. Bảo Sơn nói: là chính giữa quan tài này sao? An Nam bước lại ngôi mộ nằm giữa những phiến đá, chỉ tay vào giữa quan quách nói: các người xem này, mặt trời mọc từ hướng đông ngay phiến đá cao nhất. Ánh sáng soi lên trụ đá, ngã bóng một mũi tên về hướng Tây. Đầu chỏm đá ghi bóng hình lên chính giữa quan tài. Trên trụ đá này có ghi một chữ giải. Nói đoạn, bước đến vạch hết lớp đá ngổn ngang nằm bên trên nền đất để quan quách. Tức thì nhìn thấy một khe nhỏ, khoảng tầm một gang tay, hình như là một lỗ khóa. An Nam dùng lực ấn mạnh chiếc ấn triện xuống. Cánh tay phải hằn lên những đường gân xanh như ánh dạ quang. Mặt đất dưới chân thì rung lắc nhẹ rồi mạnh dần lên. Cả ba chới với, cuối cùng ngồi xuống, tay nắm chặt lấy thành mộ đá. Xung quanh trên mặt đất nứt ra những lằn ranh chạy từ tâm quan quách ra bên ngoài. Cơn rung chuyển giờ cường độ đã cao hơn rồi, bỗng chốc xoay thành một vòng tròn. Cả ba thì thất kinh hồn vía, đầu óc quay cuồng, như có cơn địa chấn mạnh xuất hiện. Lớp đất cát xung quanh sụp xuống, phút chốc tạo thành những bậc thang hình chôn ốc từ giữa quan quách xoắn xuống bên dưới. Hố sâu hơn 20 bước, rồi vài phút sau trở nên bình lặng. Sau một phút, định thần lại thì cả ba nhờ ánh sáng vừa đủ, soi xuống bên dưới, sương đen bao phủ, khí lạnh từ bên dưới bốc lên trên mặt đất, kèm theo thứ âm thanh kỳ lạ phát ra, như tiếng gầm của quái thú thức giấc vậy. An Nam thì cầm chiếc ấn trong tay, đi đầu dò dẫm từng bước thận trọng xuống những bậc đá tổ ong đầy rêu xanh. Hai người kia cũng bước theo sau. Càng xuống sâu bên dưới, không gian ẩm thấp, hôi tanh, lạnh lẽo, thể hiện càng thêm ảm đạm hơn nữa. Một làn sương đen bao quanh bên dưới này, tạo thành một lớp dày đặc, không nhìn thấy đáy. Giáo sư Bảo Sơn thì chợt nhớ ra điều gì đấy, lấy trong túi ra một chiếc đèn vuông vức có nhiều bóng to. Cầm đèn trên tay, soi ánh sáng vàng đậm vào màn sương kia. Chỉ chốc lát màn sương đen đã bị tan dần đi rồi. An Nam nhìn thấy ánh sáng phát ra từ chiếc đèn này, không hiểu chuyện gì nên giật mình rồi nói: "Các hạ dùng pháp bảo gì mà có thể làm cho một chiếc hộp phát sáng như vậy?" Giáo sư Bảo Sơn biết An Nam muốn hỏi chiếc đèn pin trên tay nên nói: "Không phải phép thuật. Đây là đèn pin halogen công suất cao, chuyên dụng, dành cho phá sương mù của ô tô. Đại loại đây là một chiếc thu nhỏ lại dành cho những người chuyên khám phá hang động mà thôi, không có gì kỳ lạ cả." Nói xong rồi đưa chiếc đèn cho An Nam xem qua, hướng dẫn cách bật tắt. An Nam nhìn qua thì rất thích thú nói: "Người âm các ông có mấy món pháp bảo hay thật đấy." Cả hai người Bảo Sơn và Hắc Công chỉ biết lắc đầu cười gượng cho sự ngây ngô của chàng này. Khi màn sương đen kia tan đi, xuất hiện dưới cùng bậc thang đá là một đáy mộ bằng phẳng, hình bán nguyệt. Xung quanh hình vòng cung là vách hầm bằng một phiến đá, được điêu khắc tỉ mỉ những hình chim muông, thú vật rất sinh động. Nằm giữa là một hang sâu tối đen, luồn vào bên sâu trong vách. Khi ánh đèn pin soi đến, một vật chắn ngay cửa vào hang sâu. Cả ba thì giật nảy người, chân như đạp phải gai nhọn vậy, lùi về sau Hắc Công. Rồi hắn ta chỉ tay nói: "Kia là gì thế? Có phải là sọ người khổng lồ không? Đây phải chăng là hang sinh sống xưa kia của tộc người khổng lồ mà dân gian người Mường truyền tụng? Người ta còn nói khu mộ đá đống thách này xuất hiện những cột đá to lớn là do những người khổng lồ cắm xuống bên dưới lòng đất, nên không có ai có thể lay chuyển được cả. Họ là giống loài lấy việc giết chóc con người làm thú vui săn bắt. Thịt người là món ăn khoái khẩu của họ đấy." Giáo sư Bảo Sơn soi ánh đèn pin đến đâu thì cái đầu sọ khổng lồ kia, hình thù không khác mấy so với cả sọ người, cao khoảng 2 mét, chắn ngang lối vào, thở dài nói: "Chỉ là một cục đá hình chiếc sọ đầu người thôi. Em đừng có nghe những lời truyền thuyết là thật rồi tự hù dọa mình. Làm gì có người khổng lồ. Nếu mà có thật thì mấy nghìn năm cũng đã tuyệt chủng theo loài khủng long tiền sử rồi. Anh có biết qua hình dáng này, trước đây anh có giao lưu văn hóa với cả bộ văn hóa dân gian Hòa Bình. Qua tài liệu tham khảo, có nhìn thấy một phiến đá to hình thìu kỳ lạ như thế kia, giống như là sọ người vậy, cũng có hàm trên dưới. Phiến đá này xuất hiện từ thời xa xưa, theo niên đại thì có hơn hàng ngàn năm rồi, mà người dân tôn sùng gọi là dạ há, hay còn gọi là đá ăn thịt người. An Nam nói, hòn đá ăn thịt người sao? Hòn đá thì làm sao mà ăn thịt được người chứ? Bảo Sơn giải thích, đó là theo truyền thuyết của người dân sinh sống tại vùng này. Tương truyền xưa kia, ở trong xóm Mận, có một mái nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng. Gia đình nghèo nọ có hai mẹ con sinh sống, anh trai ở cùng bà mẹ già. Một hôm nọ, bà ấy chẳng biết cớ sự gì mà lại ra khỏi nhà trong cơn mưa rất lớn. Đến xế chiều thì anh con trai không thấy mẹ mình trở về, mới chạy đi tìm. Khi ra đến cánh đồng hoang, thì thấy bà ấy ngồi trên con đê bất động, người cứng ngắt, mắt trợn trừng, toàn lòng trắng. Hơi thở đã đoạn tuyệt từ khi nào. Anh mới đem xác mẹ về nhà, cho nằm trên chiếc chõng tre, định bụng ngày mai sẽ tổ chức đám tang. Vào đêm khuya thanh vắng, lúc chó không sủa, gà không kêu, cơn mưa rì rào cộng với cả gió lạnh từng cơn thổi qua mái nhà tranh, nghe buồn não lòng. Anh thắp một cây đèn dầu nhỏ trong gian phòng, nơi để xác bà mẹ già. Cây đèn dầu để trên đầu cái xác của mẹ mình. Anh quay vào trong phòng nằm. Lát sau tự dưng thấy ánh sáng từ chiếc đèn dầu tự dưng tắt ngúm. Anh ngồi dậy, châm lại tim đèn. 2-3 lần liên tục như thế, sao cứ một tí lại tắt? Anh ta nhủ, tim dầu có ống tre rồi, lại ở trong phòng kín gió, không cách nào tắt nhiều lần như vậy. Tò mò anh nhìn lén qua khe cửa, thấy cái xác mẹ mình tự dưng chuyển động, rồi bà ta ngồi bật dậy, xoay người đưa miệng thổi ánh sáng trong chiếc đèn dầu tắt ngúm. Anh ta thì hoảng hồn bạt vía, toàn thân da tóc dựng ngược, vì cũng đã nghe nhiều người nói đến đây là hiện tượng quỷ nhập tràng mà dân gian hay nói đến. Khi xác chết bị một con linh miêu nhảy qua người, xác chết sẽ lập tức biến thành quỷ nhập tràng. Nếu con quỷ này đụng phải ai, sẽ bóp cổ người đấy, sẽ chết ngay tức thì. Anh cố giữ bình tĩnh, tự trấn an mình rằng trước mắt, dù là quỷ nhập tràng thì cũng trong hình hài của mẹ, lại chưa có dấu hiệu làm hại đến ai. Anh đóng cửa, cố cắn răng chịu đựng, thức thâu đêm trò trời sáng. Sáng hôm sau, đã thấy bà ta tự ngồi dậy, sinh hoạt bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là đôi mắt bà ta đã bắt đầu mờ dần đi từ đấy. Từ dạo đó thì bà ta như trở thành một người khác vậy. Tuy mù lòa, nhưng mà cái mũi rất thính, rồi sinh ra có sở thích rất quỷ quái. Rất thích ăn thịt sống, gà vịt chó mèo trong nhà tự dưng biến mất. Sau đấy người con trai lấy vợ, được một thời gian thì người vợ mang thai. Chẳng may anh bị bắt đi làm lính. Người vợ ở nhà sinh con thì bà mẹ chồng cứ nằng nặc ôm đứa trẻ trong lòng và ngày đêm luôn rình rập bằng mọi cách để bắt đứa bé. Có khi người con dâu thấy bà ta lè chiếc lưỡi dài ngoằn nhớt nhãi ra, liếm khắp cơ thể nhỏ bé của đứa cháu mình, hít người thèm thuồng như một món ăn vậy. Người con dâu lúc đó sợ hãi. Cô ta nghĩ ra một cách, bọc tấm áo có mùi đứa trẻ vào một cái hoa chuối, đưa cái hoa chuối đó cho bà mẹ chồng khát máu ôm. Đang ôm cái hoa chuối người, bỗng dưng hai mắt của bà ta hằn lên từng tia máu, khóe miệng, hai răng nanh mọc dài ra, chiếc lưỡi lè dài ra cả mét, ném cái hoa chuối xuống dưới đất. Bà mẹ chồng giờ đã hóa thành quỷ nhập tràng, nằm xuống nền đất mà nhai ngấu nghiến đứa bé giả để thỏa mãn cơn thèm thịt người tươi. Tuy nhiên ăn thấy quá chát, con quỷ mới phát hiện ra là mình bị lừa, thì người con dâu đã bế đứa con đi trốn từ lâu rồi. Tức giận lồng lộn và bị bỏ cho đói khát, bà mẹ chồng cuối cùng cũng đã chết đi. Người dân sau này thấy ngôi nhà giữa cánh đồng xuất hiện một hòn đá to lớn kỳ dị, đồn đoán là bà mẹ quỷ khi chết đi đã biến thành hòn dạ há. Từ đó về sau thì hòn dạ há trở thành một biểu tượng của sự ác độc và là nơi ẩn náu của loại quỷ nhập tràng trong vùng. Hòn dạ đá này trước đây có một khoáng thạch đen nhô ra, hình thành một chiếc lưỡi màu đen, nằm giữa hai hàm. Sau này không biết tại sao lại mất đi khoáng thạch đen này, chỉ còn lại cái đầu lâu bằng đá. Dạ há thực chất chính là miệng của bà mẹ chồng, đòi ăn thịt người năm xưa, chứ không phải miệng của người khổng lồ như một số loài truyền miệng. Hắc Công thì cũng nói theo. Thì ra là như vậy, em cũng không biết qua về những cách thờ cúng hòn dạ há này. Trước đây cứ 3 năm một lần, người dân nơi này lại tổ chức lễ hội và đặc biệt để miếng thịt lợn sống trên miệng của hòn dạ há. Vì tương truyền, hòn dạ há rất thích ăn thịt sống. Người ta cúng bái bằng thịt tươi nên giống như nuôi nó vậy. Nên mỗi năm nó đều phình to ra thêm. Khi đặt lễ thịt heo sống trong miệng thì chỉ ít phút sau cái miệng đã tuôn ra một dòng khí xanh. Miếng thịt lập tức tan chảy đi. Sau đó phải có 14 người đồng nam mới xoay được hòn dạ há. Mỗi 3 năm sẽ tụ tập tất cả các buôn làng gần đây lại, cử một người lớn tuổi làm đại diện cho làng mình. Sau đó chọn hình thức bốc thăm, xem 3 năm tiếp theo hòn dạ há xoay về hướng nào. Hòn dạ há có cái miệng rất ác độc. Mỗi khi tế lễ để xoay đầu hòn dạ há về hướng nào thì năm đó người dân ở hướng đó mà làm ăn thất bát, bệnh dịch lan tràn. Đến nay thì việc thờ cúng hòn dạ há đã không còn nữa rồi. Vì sau một thời gian, hòn đá tự dưng biến mất, không một vết tích. Nhưng nói đến cái tên dạ há này, nhiều người dân ở xóm Mận vẫn run lên vì sự uy lực vô hình qua lời truyền tụng về hòn đá. Những người già cả trong làng sống xung quanh khu vực hòn dạ há đều khẳng định rằng hòn dạ há chứa đựng nhiều điều huyền bí linh thiêng đối với cả người dân nơi đây. Em chỉ nghĩ là trong truyền thuyết dân gian, không ngờ nó lại xuất hiện ở đây. An Nam thì đứng nghe hai người nói chuyện, chốc quay sang nhìn hòn dạ há nói. Thì ra là như vậy, chủ nhân ngôi mộ muốn đem hòn dạ há bị ám này xuống đây, làm vật chắn cửa vào minh điện. Nếu như tôi không lầm, đây là phép trấn sát lâu thạch. Hòn đá màu đỏ này có tên là mân thạch, cũng là một loại ngọc quý thường dùng để chế tác làm vật phong ấn. Như giờ nó lại dùng làm tà trấn, mang quá nhiều khí âm, được đặt vào thế sát tư mã tức, tức là ngựa hí. Nếu có kẻ nào đó đã xâm nhập vào đây bất ngờ thì sẽ lĩnh hậu quả tan xương nát thịt. Bảo Sơn và Hắc Công vừa nghe An Nam nói xong, chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy hòn dạ há chuyển động. Chiếc miệng mở to ra, phát ra tiếng kêu như là một con ngựa hí vang vậy, làm cho cả ba người thất kinh hồn vía. Kèm theo đó, từ trong chiếc miệng dần tuôn ra một làn khói xanh. An Nam kéo hai người ra sau nói nhanh. Tạm thời nín thở ngay đi, khí này rất độc, người phải là da thịt xương cốt sẽ tan ra như bùn nhão đấy. Khi mà dòng khí xanh trong miệng của dạ há tuôn ra không ngừng, An Nam vận khí nín thở, tay cầm ấn triện đồng đen, nhảy đến bên miệng của hòn dạ há, đặt chiếc ấn triện vào lỗ giữa hai hàm. Chỉ thấy cái miệng của dạ há ngậm lấy cái ấn triện đồng đen, xoay theo chiều kim đồng hồ rồi dần dần lún xuống bên dưới lòng đất. Bấy giờ đã lộ ra một hang động sâu hun hút. Ánh đèn pin soi vào thấy không gian dài sâu hun hút, âm u, lạnh lẽo. Bao bọc lòng hang sâu là những ký tự rất lạ. Bảo Sơn giờ mới nói. Thì ra hòn dạ há này đã bị lấy xuống nơi này làm vật trấn điểm. Còn chiếc ấn triện kia là khối thạch đồng đen, như là chiếc lưỡi của dạ há vậy. Sau khi bị lấy cắp đi, đã bị đục lấy chế tác thành ấn triện đồng đen. Hèn chi nó ma quái như vậy. An Nam nói. Chủ nhân ngôi mộ này chắc chắn là một vị phong thủy sư cao tay. Cách sắp xếp bố cục rất tinh xảo, lợi dụng sinh khí long tỏa cộng với cả âm khí của những vật có cường độ tà sát cao, trấn điểm. Nếu như người nào năng lực yếu kém không biết, khó lòng thoát khỏi nơi này, bỏ xác tại cửa, chứ chưa nói là được đến vào minh điện đâu. Khi luồng khí độc tan ra, cả ba người bước chân vào bên trong hang mộ. Đi hơn 100 mét, thấy một hầm mộ to lớn. Từ giữa hầm mộ hiện ra 3 mộ phần. 4 góc có đặt 4 cây cột gỗ, ngọc am, đỏ, chạm khắc hoa văn, hoa lá, như là một ngôi đình làng. Mái cong uốn lượn, trên đỉnh thì khắc hình rồng đặc thù thời nhà Lê. Chính giữa là 3 cỗ quan tài bằng gỗ trám đen bóng, được sơn son thiếp vàng. Phía trước 3 quan tài có rất nhiều xác người khô cứng, đen như than, trong tư thế quỳ gối. Đầu cúi thấp, hai cánh tay thì đưa ra phía trước ngực, nâng một chiếc chén bằng đồng. Tư thế này như kính cẩn trước quyền lực của người nằm trong quan tài kia vậy. Xung quanh vách chất đầy đồ bồi táng, chén, bát, bình rượu, dĩa bằng rất nhiều kim loại quý, có cái bằng gỗ trầm hương, có loại bằng ngọc, sứ xanh đỏ nhìn hoa cả mắt. Hương thơm dịu nhẹ bay thoang thoảng tựa như hoa thơm vậy. Phía trước đỉnh mộ có một tấm bia mộ đá hình chữ nhật cao 2 mét. Phía trên có chạm khắc hình rồng uốn lượn. Những chữ viết cổ quái qua năm tháng đã bị rêu phong phủ kín, không thể nhận diện được. Bao quanh bốn bên bức tường bằng đá xanh, trên vách đá thì có khắc những hình diễn tả cuộc sống sinh hoạt của chủ nhân ngôi mộ lúc sinh thời. Hắc Công tay vừa cầm những món bảo vật, trầm trồ suýt xoa không ngớt. Anh Sơn ơi, lần này chúng ta trúng mánh lớn rồi anh ơi. Với những thứ này thôi thì ta sống cả đời như đại gia, không phải lo nghĩ gì nữa rồi. Sau này anh có thể thực hiện ước mơ xây dựng cho mình một bảo tàng rồi đấy. Giáo sư Bảo Sơn thì không quan tâm đến những thứ mà Hắc Công nói, chỉ lặng lặng đi xung quanh, nhìn ngắm những bức bích họa bằng đá trên vách hầm mộ, rồi đọc thầm. Đây chính là mộ phần của những vị tổ dòng họ Đinh. Đầu tiên là Đinh Văn Thiệu, vốn rất thông minh, được nhân dân yêu mến, làm thổ tù cai quản dân địa phương. Người thiếp của ông ta là Bùi Thị Thời, người thôn Dần, sinh được một người con trai tên là Đinh Văn Cương. Ông bệnh nặng qua đời, cây đổ đàn khỉ tan, vợ nhỏ con thơ thì không thể giữ được cơ nghiệp. Một hôm bị một tên cường hào ác bá ở xã Vĩnh Hồng tên là An Phú Bá, muốn cướp đi cơ nghiệp nhà Văn Thiệu, mưu đồ cướp đoạt, hái hoa đập chậu, bắt lấy, cưỡng ép người thê thiếp của ông làm vợ. Người thiếp này sợ hãi mang con trốn vào thôn Lạc Thổ, xứ Thanh Hóa, ở nhờ gia quyến và nuôi con thơ. Đến lúc Văn Cương lớn khôn, tài trí hơn người, được triều vua Lê Chúa Trịnh ban chức Đinh Nguyên Soái, dẫn quân theo đường nhỏ bí mật về Sơn Tây, phục thù cho gia tộc xưa, giết chết tên cường hào An Phú Bá. Sau đó thì Đinh Văn Cương chiêu mộ binh mã để làm việc nghĩa, nhiều lần dẹp tan bọn thảo khấu được sắc phong làm phá lỗ tướng quân triều Đồng Hầu. Phụng mệnh lưu giữ trốn biên cương phía Bắc, được hơn 7 năm thì xin lui về, được vua ban cho cai quản dân binh của 7 xã. Đinh Văn Cương sau đó được gia phong phụ quốc thượng tướng quân, tước oai lộ hầu, giữ chức phiên thần. Từ đó mà được xây dựng cơ nghiệp dòng họ Đinh. Đinh Văn Cương lấy 6 vợ, vừa thê vừa thiếp. Chính thất là Bạch Thị Thừa, sinh được Đinh Công Kỷ và Đinh Công Kế. Các người vợ và thiếp khác thì sinh được cả thầy 7 nam 10 nữ. Đinh Công Kỷ kế nghiệp làm thổ tù, cai quản dân 7 xã địa phương, được tập phong là đề đốc oai lộc hầu, đời đời làm phiên thần. Đinh Công Kỷ là người có công giúp vua Lê Trung Hưng chống giặc và xây dựng triều chính. Ông là một trong những tướng tài của Trịnh Kiểm. Vì có công với cả đất nước nên bố ông là Đinh Văn Cương được sắc phong tước quận công. Do có công với cả nước nên khi chết dòng họ Đinh đã được mai táng theo tước hầu. Tất cả quan tài đều bằng gỗ trám đen quý giá, ngoài sơn son thiếp vàng, và được chôn theo nhiều đồ đạc quý giá như lúc còn sinh thời. Các bạn thân mến, và tập này kết thúc ở đây rồi. Chúng ta sẽ cùng đón tiếp ở tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.